Ok và hello, xin chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái bình nước rất là to các bạn. Và mình sẽ review thêm một số món đồ chơi cũng như là lồng mà trong cái đợt hàng này mình về nha. Ok, thì đầu tiên như các bạn đã thấy nè, đó, đây là một cái bình nước rất là lớn luôn. Đó, lớn gấp mấy lần cái bình nước thông thường dành cho hamster luôn nha các bạn. Đây, đây là cái vòi của nó nè, đó. Và cái bình nước này á là nó tới là 500ml lần các bạn. Đấy, và nó có hình con thỏ như thế này. Thì á, cái bình nước này á thì các bạn có thể mua để sử dụng cho thỏ, những bạn nào mà nuôi thỏ cảnh rồi đó, hoặc là có thể các bạn mua cho những bé sóc. Đấy, bạn nào nuôi sóc, nuôi thỏ hoặc là nuôi con vật gì mà cái size lớn á thì các bạn mua bình nước này cho nó uống nha. Đây, đây cái đầu bình nước rất là lớn. Ở trên này thì nó vẫn có bố trí hai cái móc cho các bạn móc vào lồng luôn. Đó. Và các bạn có thể cho chó nhà bạn của bạn uống cũng được. Đó, thì bình nước thì rất là lớn luôn. Đây, khi mở ra thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Đây, đây là cái thân bình. Còn đây là cái nắp bình nè. Đấy, nắp bình thì nó sẽ có một cái miếng ron cao su đây nè các bạn. Đó, cái miếng ron này theo mình nghĩ là nó sẽ để làm cho kín hơn á. Đó, ok. Đấy, miếng ron cao su nó trông như thế này. Đó, ok. Thì cái bình này á, thì cái vỏ bên ngoài á, thì mình thấy nó ghi là 450ml nè. Đó, và cái vỏ nó bằng nhựa, nhưng mà nhựa cũng mềm thôi chứ không phải nhựa cứng. Và nói chung á, là cái bình nước lớn này á, thì mình sẽ về 10 cái trước nha các bạn. Đó, và nếu như mà các bạn nào mà ủng hộ mình nhiều á thì mình sẽ lấy về thêm nhiều hơn. Đó, ok, đây có hiện tại nó có màu hồng nè, màu vàng và màu xanh nước biển vậy thôi, có 3-4 màu vậy thôi. Đó, thì cái bình nước lớn này thì mình thấy nó ít màu hơn của bình nước nhỏ các bạn ơi. Bình nhỏ thì nó đa dạng màu hơn. Đó, ok, rồi bây giờ mình sẽ lấy bình nước này ra bớt nha, và mình sẽ lấy cái bình nước nhỏ ra mình review chung với cái này cho các bạn xem. Đây, đây, đây là bình nước nhỏ nè các bạn. Đó, bình nước nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cho những bé hamster như là hamster beer vẫn được nha. Loại này cũng được, nhưng mà các bạn bé nào mà uống nước nhiều thì các bạn chịu khó thay nước thường xuyên tí. Đó, đây cái bình đó nè, đó, đây là cái vòi. Đấy, thì nó cũng giống như cái bình nước lớn kia thôi, nhưng mà cái size nó nhỏ hơn rất là nhiều. Đây, mình lấy một cái bình lớn mình review qua cho các bạn xem nè. Đó, cái bình nước lớn này nó lớn gấp mấy lần bình nước nhỏ luôn nha các bạn. Đó, bình nước nhỏ này thì các bạn có thể sử dụng cho tất cả các dòng chuột hamster. Đó, từ nhỏ tới lớn. Còn bạn nào mà nuôi chuột rắc á, thì nên xài cái bình nước lớn này nha. Đấy, rắc, tại vì rắc nó uống nước cũng khá là nhiều á. Còn cái bình nước lớn này các bạn sử dụng cho hamster thì mình thấy cái đầu bi của nó khá là to, nên các bạn xài không hợp lý cho lắm. Đó, ok. Bình nước nhỏ thì nói chung á, là hiện tại thì nó có màu hồng, màu xanh biển, màu xanh lá, với màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, màu vàng nữa. Rồi màu vàng nữa. Đấy. Và bình nước nhỏ thì nói chung là mình chiên bên hamster, cho nên là mình lấy về bình nước nhỏ rất là nhiều. Mình lấy hình như tới 50 cái luôn các bạn. Đó. Và một điều nữa nó khác với cái bình nước lớn là bình nước nhỏ ở trong cái bình nó sẽ có tặng cho các bạn thêm một cái móc bằng sắt để các bạn có thể móc vào lồng mica hoặc là hầu kính nha. Còn bình nước lớn thì nó sẽ không có. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ lấy bình nước ra bớt đi, rồi mình sẽ review thêm một vài món đồ chơi cho các bạn xem. Ok, và tiếp theo đó chính là mẫu nhà trứng khủng long. Đây là cái một quả trứng khủng long rất là to nha các bạn. Đây, đó, mình tháo ra cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Đó, nó sẽ như thế này. Đấy, thì cái trứng này bên ngoài thì nó sẽ có sơn cái hoa văn như thế này, giống như là trứng cút vậy đó các bạn, nhưng mà rất là lớn luôn nha. Bên trong thì nó sẽ bằng sứ như thế này. Đấy, ok. Thì đối với cái mẫu này á, thì nó rất là to, cho nên các bạn có thể sử dụng cho bia. Đó, bia thì nói chung á, là khoảng 2 con nó chui vô đây cũng vừa nha các bạn. Đó, hoặc là các bạn có thể sử dụng cho các loài bò sát. Các bạn nào có nuôi bò sát á, nhỏ nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cái này để cho làm nơi trú ẩn cho nó cũng được. Đó, mình về thêm 5 quả. Đấy, 5 quả trứng khủng long như thế này. Đó, ok. Những bạn nào mà sử dụng quả trứng khủng long á, thì các bạn hãy sử dụng là hồ kính nha. Còn lồng đồ á, thì nói chung là lồng nó khá là nhỏ, nói chung á, là sẽ để cái trứng này nó vào nó không có vừa đâu. Đấy, đây là queo gỗ nha các bạn. Đây queo gỗ nè. Đó, queo gỗ thì cũng thấy khá là nhiều bạn hỏi mình luôn á. Đó, queo gỗ thì giá như là 40, 41, 42 ngàn gì cái à. Đây là bình nước. Rồi, ok, và đây là cái mẫu lồng mà
đây là một trong hai cái mẫu lòng mà mình thấy các bạn rất là ưa chuộng luôn đó. Thì cái này gọi là lòng ngũ sắc nha các bạn đó. Đây là một mẫu có màu nâu nè đấy. Và khi mà các bạn mua cái mẫu lòng này á thì nó sẽ có nguyên một combo cho các bạn luôn, bao gồm chén ăn, bình nước và một chiếc queo như thế này đó. Và các bạn chỉ mua về lót con cưa và để hamster vào nuôi thôi, chứ các bạn không cần mua gì thêm hết đó. Và khi gáp lại cái phần lưới thì nó sẽ được như thế này nha. Và cái mẫu này á, các bạn có thể nuôi được hai bé dòng hamster nhỏ, ví dụ như Robo Campbell rồi đó. Và phía trên cái nắp thì nó vẫn có một cái thiết kế, một cái chốt khóa cho các bạn an toàn luôn nha. Đấy, phần nắp thì khá là rộng, các bạn có thể để thức ăn hoặc là để thức ăn hay là thay bình nước gì đó rất là dễ dàng luôn đó. Đây là một combo màu xanh biển nè. Bên này thì có mẫu màu cam nè các bạn. Đây, nó vẫn có một combo rất là đầy đủ cho các bạn luôn, các bạn chỉ cần mua về và nuôi thôi hả. Ok, thì nói chung ở đây là một trong những hai cái mẫu mà mình thấy các bạn rất là ưa chuộng luôn. Thứ nhất là giá nó hợp lý đó, thứ hai là nó có thể nuôi một cặp hamster đấy. Còn đây cái mẫu lồng tiết nè, đây mẫu lồng tiết sau khi ráp ra thì nó sẽ như thế này nha các bạn đó. Đây, và cái mẫu này thì nó sẽ có một cái tầng ở phía trên. Đây, bên trong này mình có ráp sẵn một cái nè đó, một cái tầng ở phía trên có một ngôi nhà nhỏ thôi. Và nó vẫn có cầu tuột luôn, cầu tuột rồi chén ăn, bình nước, queo. Nói chung là có đủ một combo cho các bạn nuôi đủ một cặp luôn nha. Những chiếc lồng như thế này các bạn nuôi một cặp là ok, còn nuôi ba bé trở lên thì nó rất là chật, các bạn nuôi điều này giùm mình đấy. Còn đây là lồng tiết, đây là lồng tiết nè, mà mẫu màu hồng, hồng trắng. Nói chung là lồng tiết thì cái phần đế của nó là màu, mình thấy cái đa số là màu trắng không nha các bạn đó. Và đây là cái mẫu lồng nấm nha các bạn. Mẫu lồng nấm thì cũng về vài lần rồi đấy, thì nó cũng tương đương với mẫu lồng tiết thôi, nhưng mà cái kiểu nó khác. Đây mình ở trong này mình bán hết rồi các bạn ơi, mình tính lấy một cái cho các bạn xem nhưng mà mình bán hết rồi đấy. Nói chung là lồng nấm thì các bạn cũng thấy nó khá là nhiều rồi đó. Ok, đây là hai cái mẫu với lại cái mẫu lồng ngũ sắc, tổng cộng là ba cái mẫu đó mà các bạn rất là ưa chuộng luôn. Ok các bạn ơi, thì nói chung là trong cái thùng này là toàn lồng ngũ sắc với lại lồng nấm và cái nắp lưới này thôi đó. Rồi, và nói chung là trong cái đợt hàng này mình lấy chủ yếu là bình nước nè đó, bình nước nhỏ với bình nước lớn. Và cái bình nước này là mình lấy loại tốt cho các bạn luôn nha, đấy thì nó sẽ không có bị tình trạng là bị nhiễu nước đó. Và queo gỗ rồi nè đó, queo gỗ, các bạn nào cần thích đồ gỗ thì các bạn có thể ghé ủng hộ mình. Và nhà trứng khủng long và một số mẫu lồng mà các bạn rất là thích đấy, mình lấy về thêm đấy trong này nè đó. Ok, rồi bây giờ mình vào trong này để coi là hiện tại shop mình còn cái gì nha. Đây, nói chung là đồ chơi sứ thì còn vài mẫu nhà gấu bằng sứ nè đó, nhà tắm, nhà gỗ, đồ các kiểu đấy. Nói chung là còn khá đầy đủ các bạn đó. Và lồng nè đấy, lồng chung, lồng lớn, rồi lồng hoàng tử, rồi lồng, nói chung là còn khá là đủ á. Các bạn nào cần mua gì thì có thể liên hệ ủng hộ mình nha. Đây, chỗ vệ sinh đó. Và xích đu nè, đấy các bạn nào mà thích xích đu thì có thể mua cho các bé nhà mình chơi nha. À, ở dưới này thì có queo nhựa các bạn. Đây, queo nhựa rất là nhiều, queo nhựa luôn. Queo nhựa thì giá là 25.000 một cái nha, queo nhựa rất là bền. Và thức ăn trộn nè, đó, thức ăn trộn thì 28.000. Mùng cưa cây, mùng cưa thơm nè, đó. Ok, qua bên này thì có thức ăn dặm nha các bạn. Đấy, thức ăn dặm thì đây là có sâu. Thức ăn dặm thì nói chung là tất cả đều 10.000 một bịch nha. Đây, thức ăn dặm, này là sâu lớn nha các bạn. Đấy, sâu lớn và sâu nhỏ. Còn đây là cốm bắp. Đây, cốm bắp. Cốm bắp thì 5.000 một bịch như thế này. Đấy. Ok, rồi bên này là nói chung là kỹ tử với lại cốm trứng rồi thôi. Và kẹo nè, bên này thì có kẹo phô mai viên đó. Rồi và yến mạch vẫn còn nha các bạn. Đây, yến mạch vẫn còn mà mình chưa có phân ra nè, mình chưa có phân ra hết, yến mạch vẫn còn. Đấy, thì nói chung là shop mình hiện tại thì còn bao nhiêu đây. À, trên này thì có nhà tắm nha các bạn. Nhà tắm mình chưa có đem xuống hết nữa nè. Đó, ok. Rồi, và những bạn nào cần mua gì cho các bé hamster của nhà mình thì có thể liên hệ trang fanpage, mình sẽ để link dưới phần mô tả nha.
đó, và mình các bạn inbox vào phía dưới đi và mình sẽ báo giá sản phẩm cho các bạn ở trên trang fanpage nha. Ok rồi, và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình để có mình có thêm một tí chi phí để mà làm tiếp tục những cái video khác cho các bạn xem nha. Ok, và đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhanh sớm nhanh được 6.000 sub nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.